Giống hệt thiết kế của Apple, smartwatch mới của Xiaomi không chỉ giống Apple Watch mà còn sao chép thiết kế của iPhone 4, một trong những mẫu iPhone thành công nhất trong lịch sử Apple. Đây không phải lần đầu tiên hãng công nghệ Trung Quốc sao chép sản phẩm của Apple. Xiaomi chưa cung cấp thông số kỹ thuật của smartwatch mới. Sản phẩm sẽ được giới thiệu tại sự kiện ngày mùng 5 tháng 11. Hình ảnh smartwatch Xiaomi xuất hiện trên trang Weibo, có thể thấy nút cạnh, microphone và mặt đồng hồ giống hệt Apple Watch. Smartwatch Xiaomi được tung ra trong bối cảnh công ty Trung Quốc ngày càng quan tâm tới thị trường thiết bị đeo. Dữ liệu IDC năm 2018 cho thấy, Xiaomi là cái tên đáng gờm trong lĩnh vực thiết bị đeo. Năm ngoái, Apple bán được 46,2 triệu thiết bị đeo, trong khi doanh số của Xiaomi là 23,3 triệu sản phẩm, tăng 44,6% theo năm. Điều này có nghĩa Xiaomi có lý do để mở rộng phân khúc sản phẩm. Tuy nhiên, việc sao chép thiết kế Apple Watch càng làm xấu thêm hình ảnh công ty Trung Quốc vốn bị gắn với nạn sao chép và đánh cắp bản quyền trí tuệ